Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã lựa chọn xem video trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất về mọi mặt của đời sống xã hội. Thưa quý vị và các bạn, kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15 đã bầu đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an giữ chức Chủ tịch nước. Đây là niềm vui mừng phấn khởi của nhân dân cả nước, đặc biệt là của người dân Hưng Yên, vì Đại tướng Tô Lâm là vị Chủ tịch nước đầu tiên người Hưng Yên. Trong video này, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về tiểu sử và những điều ít biết về Đại tướng Tô Lâm. Sự nghiệp chính trị của Đại tướng Tô Lâm. Đại tướng Tô Lâm, tên thật là Tô Lâm, sinh ngày 10 tháng 7 năm 1957, dân tộc Kinh, quê quán xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, thành phần gia đình, cán bộ. Ngài được tuyển dụng vào Công an Nhân dân tháng 10 năm 1974, ngày vào Đảng 22 tháng 8 năm 1981, ngày chính thức 22 tháng 8 năm 1982. Trình độ được đào tạo, giáo dục phổ thông 10 trên 10, chuyên môn nghiệp vụ, Đại học An ninh Nhân dân, học hàm học vị, giáo sư, tiến sĩ, lý luận chính trị, cao cấp, ngoại ngữ, Anh C. Ông hiện là Ủy viên Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam, Ủy viên Ban cán sự Đảng Chính phủ, Ủy viên Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, Phó trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng của Đảng Cộng sản Việt Nam, đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 14, nhiệm kỳ 2016-2021 thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh. Quá trình công tác của ông được tóm tắt như sau. Tháng 10 năm 1974 đến tháng 7 năm 1979, học viên Đại học An ninh Nhân dân. Tháng 7 năm 1979 đến tháng 12 năm 1988, cán bộ Cục Bảo vệ Chính trị 1, Bộ Công an. Tháng 12 năm 1988 đến tháng 8 năm 1990, Phó trưởng phòng Cục Bảo vệ Chính trị 1, Tổng cục An ninh, Bộ Công an. Tháng 5 năm 1990 đến tháng 6 năm 1993, trưởng phòng Cục Bảo vệ Chính trị 1, Tổng cục An ninh, Bộ Công an. Từ tháng 6 năm 1993 đến tháng 5 năm 1997, Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ Chính trị 1, Tổng cục An ninh, Bộ Công an. Từ tháng 5 năm 1997 đến tháng 6 năm 2006, Cục trưởng Cục Bảo vệ Chính trị 3, Tổng cục An ninh, Bộ Công an. Từ tháng 6 năm 2006 đến tháng 12 năm 2009, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, Bộ Công an. Từ tháng 12 năm 2009 đến tháng 2 năm 2010, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục An ninh, Bộ Công an. Từ tháng 2 năm 2010 đến tháng 7 năm 2010, Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh 1, Bộ Công an. Từ tháng 8 năm 2010 đến tháng 4 năm 2016, Thứ trưởng Bộ Công an. Tháng 1 năm 2011, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 11. Ngày 16 tháng 9 năm 2014, ông được Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăng cấp hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng. Tháng 1 năm 2016, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 12. Từ tháng 4 năm 2016 đến nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban cán sự Đảng Chính phủ, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an. Ngày 29 tháng 1 năm 2019, ông được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thăng cấp bậc từ Thượng tướng lên Đại tướng cùng với Đại tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tháng 1 năm 2021, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13, ông làm Phó trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, Phó trưởng Tiểu ban Bảo vệ Chính trị Nội bộ Trung ương, Ủy viên Hội đồng Quốc phòng An ninh, Ủy viên Ban chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương, đại biểu Quốc hội khóa 14-15. Xuất thân ít biết của Chủ tịch nước Tô Lâm. Đồng chí Tô Lâm là con trai cả của anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Đại tá Tô Quyền. Đại tá Tô Quyền sinh năm 1929, mất năm 1996. Ông lớn lên, trưởng thành từ truyền thống yêu nước của gia đình và trong phong trào cách mạng của quê hương. Ông là một chiến sĩ cộng sản, tham gia hoạt động cách mạng Việt Nam trong suốt kháng chiến chống Pháp và kháng chiến chống Mỹ. Đảng và nhân dân đã trao tặng ông những phần thưởng cao quý, cán bộ tiền khởi nghĩa, huân chương độc lập hạng 3, huân chương độc lập hạng 2. Ngày 13 tháng 7 năm 2015, ông được Chủ tịch nước ký quyết định truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ chống Mỹ cứu nước. Ông từng là Phó Ty Công an tỉnh Hà Bắc, Phó Ban An ninh Tây Ninh, Giám đốc Ty Công an Hải Hưng, Cục trưởng Cục Cảnh sát Giao thông, Cục trưởng V26 Bộ Công an. Anh hùng Tô Quyền tham gia cách mạng vào năm hoạt động phục vụ Trung ương Cục những năm 1966-1975 cho đến khi thống nhất đất nước, đã lấy tên người con trai cả của mình làm biệt danh. Nhân dân thường gọi ông với cái tên trìu mến, Anh Tư Tô Lâm, Chú Tư Tô Lâm. Thời gian đó, có những bức thư từ miền Nam gửi ra miền Bắc cho chị Tư, bà Đặng Thị Cam, vợ ông Tô Quyền. Không chỉ là nguồn động viên lớn lao, làm vơi đi nỗi nhớ trong ông, làm tăng thêm niềm tin của những người thân vào ngày toàn thắng, được đón ông về sum họp với gia đình, quê hương,
mà còn là tình cảm của miền Nam yêu dấu với hậu phương lớn miền Bắc. Năm 1977, ông được trở ra Bắc đoàn tụ cùng gia đình và đảm nhiệm nhiều chức vụ khác nhau. Ông Tô Lâm được sinh ra và lớn lên trong một gia đình hoạt động cách mạng, được giảng dạy học tập về lịch sử, tình hình đất nước từ nhỏ. Với hình tượng của bố, ông Tô Lâm theo học lĩnh vực an ninh. Tháng 10 năm 1974, ông là học viên khóa 6 của trường Công an Trung ương, sau đổi tên thành Đại học An ninh Nhân dân, nay là Học viện An ninh Nhân dân. Sau đó, ông theo học và nghiên cứu lĩnh vực pháp luật, nhận bằng tiến sĩ luật học. Ngày 22 tháng 10 năm 2015, ông được phong hàm giáo sư ngành khoa học an ninh. Quá trình công tác, ông đã có những cống hiến rất lớn cho sự phát triển của Việt Nam. Công tác phòng chống tham nhũng. Theo báo cáo chỉ số cảm nhận tham nhũng năm 2022, Việt Nam tăng 3 điểm so với năm trước, vươn từ 39 lên 42 trên thang điểm 100, là một trong 6 quốc gia châu Á-Thái Bình Dương tiến bộ. Trong đó góp phần không nhỏ là Bộ Công an dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an. Kết quả này không chỉ được cán bộ, đảng viên và nhân dân ghi nhận mà còn gây nhiều ấn tượng đối với cộng đồng quốc tế. Bình luận về công cuộc phòng chống tham nhũng tại Việt Nam, báo The Economist, một tờ báo phục vụ độc giả nói tiếng Anh, đã sử dụng nguyên văn cụm từ đốt lò bằng tiếng Việt. Điều này chỉ từng xảy ra với một vài cụm từ tiếng Việt nổi tiếng như đổi mới hay áo dài. Việc cụm từ đốt lò cho thấy công cuộc chống tham nhũng tại Việt Nam tạo nên ấn tượng với cộng đồng quốc tế. Theo báo cáo chỉ số cảm nhận tham nhũng năm 2022 mới được Tổ chức Minh bạch Quốc tế công bố, Việt Nam đã tăng 3 điểm so với năm trước, vươn từ 39 lên 42 trên thang điểm 100 và là một trong 6 quốc gia khu vực châu Á-Thái Bình Dương có tiến bộ nổi trội. Kết quả này cũng cho thấy bước tiến trong cải cách thể chế, hoàn thiện bộ máy chống tham nhũng, hiện thực hóa chiến lược chống tham nhũng qua kế hoạch hành động cụ thể và đặc biệt là sự quyết liệt trong phòng chống tham nhũng tiêu cực của Việt Nam. Tờ Thời báo châu Á Asia Times bình luận, việc thúc đẩy một môi trường lành mạnh cho các doanh nghiệp bằng cách hạn chế tham nhũng là một điều cần thiết và cấp bách để thu hút các nhà đầu tư nước ngoài vào thời điểm các nhà sản xuất toàn cầu đang tìm cách đa dạng hóa chuỗi cung ứng. Dòng họ Tô trên đất Văn Giang, Hưng Yên. Đại tướng Tô Lâm là người con sinh ra trên mảnh đất đầy tự hào ở xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Theo sách họ Tô Việt Nam, ở huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên có nhiều chi họ Tô khác nhau. Tuy nhiên, các chi họ Tô ở xã Nghĩa Trụ trước đây là Tổng Xuân Cầu, tồn tại lâu đời nhất. Ngày nay, họ Tô ở xã Nghĩa Trụ tập trung đông nhất ở thôn Tam Kỳ với khoảng 10 chi. Chi họ Tô Cụ Đốc Nam, chi họ Tô Cụ Đốc Đông, chi họ Tô Xuân, chi họ Tô Trân, chi họ Tô Cụ Đám Ký. Ngoài ra, xã Nghĩa Trụ còn các chi họ Tô ở thôn Phúc Thọ, thôn Đồng Tỉnh, thôn Đại Tài. Dù ở giai đoạn nào, dòng họ Tô ở xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang cũng có nhiều đóng góp đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. Tiêu biểu là Phó Bảng Tô Huân Đốc Học Hải Dương, Đỗ Phó Bảng năm Mậu Thìn 1868, cử nhân Đốc Học Nam Định Tô Ngọc Nữ. Ngoài ra, còn nhiều người đỗ cử nhân hoặc tương đương như Tô Thuần, Tô Hiến, Tô Đăng, trong đó không thể không nhắc đến tiến sĩ Tô Trân, tuần phủ Định Tường đỗ tiến sĩ năm Bính Tuất 1826. Sau đó, ông giữ chức Hàn Lâm Viện Biên Tu, được thăng hàm tuần phủ Định Tường, thường xuyên đối phó với sự xâm phạm quấy nhiễu của nước Chân Lạp. Đến thế kỷ 20, thế kỷ 21, đội ngũ trí thức yêu nước nhân tài của dòng họ Tô ở Văn Giang ngày càng đông đảo và có nhiều đóng góp trên các lĩnh vực. Trong đó, giai đoạn đấu tranh kể từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, có không ít trường hợp cả vợ chồng anh chị em ruột cùng giác ngộ lý tưởng Cộng sản và tham gia các phong trào đấu tranh yêu nước giải phóng dân tộc. Không chỉ là quê hương của những nhà cách mạng xuất sắc mà tầm vóc và ảnh hưởng đã trở thành biểu tượng còn mãi với thời gian. Xuân Cầu còn nổi danh là vùng đất hiếu học khoa bảng của cả nước. Dưới thời phong kiến, thôn Xuân Cầu có tới 11 người thi đỗ đại khoa. Làng Xuân Cầu cũng là của hiếm trong cả nước khi có hai người con được giải thưởng Hồ Chí Minh. Đó là hai nhà văn hóa nổi tiếng, nhà văn nhà giáo Nguyễn Công Hoan và họa sĩ Tô Ngọc Vân. Tại Xuân Cầu hiện có hai nhà tưởng niệm hai chiến sĩ cách mạng xuất sắc Tô Hiệu, Lê Văn Lương, nơi hai nhà cách mạng xuất sắc đã sinh ra và lớn lên, như biểu hiện của lòng khắc ghi, tôn kính, tri ân, như lời nhắc nhở lớp lớp con cháu mai sau tự hào và sống xứng đáng với truyền thống hào hùng của cha ông. Ngày nay, tại xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang có thêm một số công trình mang tên các nhà cách mạng họ Tô như đường Tô Hiệu, trường tiểu học Tô Hiệu ở xã Nghĩa Trụ, trường mầm non Tô Quyền xã Nghĩa Trụ, quỹ học bổng Tô Hiệu, quỹ học bổng Tô Quyền. Quỹ học bổng Tô Hiệu được thành lập từ năm 1996 đến nay là niềm động viên khích lệ kịp thời các học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Quỹ học bổng Tô Quyền do thành viên dòng họ Tô quản lý, góp phần tạo động lực cho các em học sinh thi đỗ đại học của xã, nỗ lực trên con đường chinh phục tri thức. Ngoài ra, các thành viên dòng họ Tô dù sinh sống làm việc ở nơi đâu luôn nhớ về dòng họ quê hương có nhiều đóng góp và các phong trào hoạt động của địa phương. Tự hào về vùng quê truyền thống, người dân Xuân Cầu hôm nay càng nỗ lực vượt khó vươn lên học tập, làm giàu chính đáng bằng bàn tay khối óc cần cù năng động để xây dựng quê hương xứng đáng với công lao của tiền nhân. Làng Xuân Cầu là ngôi làng cổ giàu truyền thống.
làng Xuân Cầu, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên là làng quê duy nhất của cả nước có 5 người con là đại biểu dự Đại hội 2 của Đảng Lao động Việt Nam. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 2 của Đảng Lao động Việt Nam diễn ra từ ngày 11 đến ngày 19 tháng 2 năm 1951. Giữa núi rừng Việt Bắc, tại xã Vinh Quang, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang, một vùng trong thủ đô kháng chiến. Đây là đại hội đầu tiên họp trong nước. Ở đại hội này, các đại biểu đã nghiên cứu và thảo luận báo cáo chính trị do Hồ Chủ tịch trình bày, nêu những nhiệm vụ chính trong giai đoạn trước mắt, quyết định đưa Đảng ra công khai hoạt động sau hơn 5 năm rút vào bí mật với tên gọi là Đảng Lao động Việt Nam, thông qua chính cương, tuyên ngôn và điều lệ của Đảng, bầu Ban Chấp hành Trung ương, Chủ tịch Hồ Chí Minh là Chủ tịch Đảng, đồng chí Trường Chinh là Tổng Bí thư của Đảng. Điều đặc biệt là trong 158 đại biểu chính thức về dự đại hội, đại diện các lớp đảng viên từ ngày Đảng mới thành lập trên mọi miền Tổ quốc, có 5 đại biểu là người làng Xuân Cầu, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, quê hương của đồng chí Tô Hiệu, liệt sĩ cách mạng của Đảng hồi tiền khởi nghĩa. 5 đại biểu đó là các đảng viên Tô Duy, Lê Giản, Tô Dĩ, Lê Văn Lương, Nguyễn Công Biểu, Trần Bình, Tô Quang Đầu. Tại đại hội 2 của Đảng, đồng chí Lê Văn Lương được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương và được bầu làm ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị. Trong 5 đại biểu dự đại hội 2 của Đảng quê làng Xuân Cầu thì đồng chí Tô Duy là cháu, đồng chí Lê Văn Lương là em con bác con cô với đồng chí Tô Hiệu. Hai đồng chí Lê Giản, Tô Quang Đầu là em họ và đồng chí Trần Bình là người cùng làng. Ngoài 4 người con họ Tô, Tô Chấn, Tô Hiệu, Tô Dĩ, Tô Điểu, làng Xuân Cầu còn có đảng viên Nguyễn Đức Cảnh hoạt động cách mạng rất sớm. Hai họ Tô, họ Nguyễn làng Xuân Cầu có nhiều đóng góp lớn cho cách mạng bằng những người con ưu tú, sau này còn có nhiều người trở thành cán bộ giữ vị trí trọng yếu của cách mạng.